Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi giới thiệu và chia sẻ với một số các anh em đang có nhu cầu sở hữu cho mình những cái bóng mà gọi là bóng zin theo xe mà muốn được tăng sáng. Đó thì clip này thì mình sẽ hướng đến các anh em là đang sử dụng những cái chiếc xe zin bản, thuần zin bản anh em nhé, và muốn tăng độ sáng lên. Thì giải pháp của chúng ta gồm sẽ có những cái bóng tăng sáng như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi chi tiết những cái sản phẩm như thế này. Và bên cạnh đó thì bên mình có những cái bộ mạch tăng sáng ở đây, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em. Và chúng ta sẽ đi vào xăm soi từng cái sản phẩm ở đây xem là nó sẽ như thế nào, có đáng để chúng ta nâng cấp so với những cái bóng zin ở trên xe hay không. Và bắt đầu thì chúng ta sẽ đi xăm soi tìm hiểu cái em bóng chân M5 hay còn gọi là bóng T19 này, là những cái bóng dành cho những chiếc xe gym đời cũ hoặc là những chiếc Way Alpha nhỏ đời cũ. Đó thì cái bóng này thì cái về phần kích thước cũng như là cấu tạo phần đuôi nó sẽ tương tự như những cái bóng zin ở trên những cái xe của các bạn thôi. Ở trên này họ sẽ có in cho chúng ta thứ nhất là tên thương hiệu và một số cái chữ tiếng Nhật này thì mình không đọc được. Ở đây họ có in cho chúng ta là có ISO 9001 FC MA, cái này là theo tiêu chuẩn của châu Âu thì cái này là mình cũng không nắm rõ lắm. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái độ tiêu thụ điện này nó sẽ giảm đi 70%, độ sáng được nâng lên là 50% so với bóng zin và tuổi thọ là 30.000 giờ. Ở đây bóng được bảo hành là 1 năm anh em nhé. Đây là toàn bộ mặt trước. Ở đây là mình sẽ cầm cái mã của cái bóng này là 12V 35 trên 35W, có nghĩa là tóc cốt và tóc pha nó đều 35W. Thì ở đây tương tự như thế là mình sẽ có những cái bóng mà dành cho những cái chiếc xe Way 2 bóng thì họ sẽ lắp cho chúng ta những cái bóng là 12V 18 trên 18W và cái bóng này sẽ là dành cho xe gym. Thì khi anh em đặt hàng thì anh em hãy nói cho mình là lắp vào xe gì, ví dụ xe gym chỉ cần 1 bóng này, còn xe Way nó sẽ là 2 bóng này và là mỗi một bóng đều là 18W đó. Thì ở mặt sau của cái sản phẩm này chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây thì họ sẽ ghi một loạt các cái thông tin này, thì thường là chúng ta sẽ không hay để ý lắm. Thì cái bóng này thì nó sẽ dành cho xe máy và ô tô, thì ô tô thì ít có những cái loại bóng này dành cho ô tô lắm anh em ạ, thì thường là nó dành cho xe máy thôi. Còn thông tin thì người ta là thông tin thì ghi chung, ở đây là nó sẽ có những cái ký hiệu để dành cho các thị trường nước ngoài đó. Thì cái này thì mình nhìn mình cũng không hiểu lắm. Thì ở đây thì anh em thì nhìn thấy là xenon lock này, những cái bóng mà dạng là tăng sáng này thì thường họ sẽ ghi là xenon anh em nhé. Rồi về cái độ trụ và màu sắc của ánh sáng nó sẽ đạt tới là ngưỡng là 2.700K đến 8.000K, có nghĩa là giải màu của nó là sẽ là ánh sáng ngà vàng và ánh sáng trắng đó. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy là cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ là như thế này. Nó sẽ có một cái bóng tăng sáng có đuôi là M5 hoặc là T19, thì nó sẽ có 2 chấu đây, mát một tóc pha một tóc cốt đó. Ở đây thì họ sẽ in cho chúng ta tên thương hiệu là Jaguar 12V 18 trên 18W, thì nó là cái hộp này mình cắt ra anh em nhé. Đó, về phần thiết kế này nó sẽ có một cái nõn bầu thủy tinh cũng giống như những cái bóng zin ở trên xe của chúng ta thôi. Và ở trong này thì mình thấy là nó sẽ có 2 cái phần tóc cực kỳ là đẹp và ngay ngắn, chứ nó không ngẹo ngọ như những cái bóng khác đâu. Và ở đây họ sẽ có nhúng cho chúng ta một lớp mạ màu xanh, cái này là để nó tăng cường độ sáng, độ khuếch đại ánh sáng theo cái chiều hướng là nó sẽ đưa ra ánh sáng là giải màu của nó là sẽ thiên về ánh sáng trắng và cái phần đằng sau này nó sẽ thiên về ánh sáng vàng, cho nên là nó sẽ có tần số dao động là từ, như ở đây chúng ta có thể thấy là dao động từ 2.700 cho đến 8.000K. Cái K càng lớn, cái số K ở đây càng lớn thì ánh sáng càng trắng, và số K ở đây càng nhỏ thì cái ánh sáng của nó càng vàng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành xăm soi đến cái em chân H4 kia xem nó ra làm sao. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi xăm soi đến cái bóng có chữ là Iker của công ty Maxxic COLTD. Thì cái bóng này thì nó sẽ là bóng tăng sáng để dành cho những cái chiếc xe đời mới, ví dụ như những cái chiếc Way Alpha 100 mới đổ lên. Đó, dành cho tất cả những cái xe đời mới của những chiếc xe máy, hoặc là chúng ta có thể gắn cho những cái chiếc xe hơi sở hữu những cái chân H4 như thế này. Thì mặt trước của cái sản phẩm của chúng ta là nó sẽ in cho chúng ta tên bóng và tên thương hiệu.
và ở đây nó sẽ có thêm một số các cái thông số khác. Đó thì cái bóng này thì chúng ta có thể là chạy cho cả điện máy lẫn điện bình luôn. Đó, ở mặt sau ở đây thì họ cũng in cho chúng ta các cái thông tin sản phẩm. À, tiêu thụ điện năng giảm xuống 70%, độ sáng tăng lên 30 à 50%. Thời gian sử dụng nó lên đến 30.000 giờ. Thì cái này thì mình thấy họ in cái hình xe máy, không thể in hình ô tô như ở những cái bóng kia. Quan tâm của chúng ta chính nó là cái chất lượng của sản phẩm này cũng như là cái độ sáng nó đưa ra như thế nào. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi một vòng cái bóng mình đã khui ra đây. Thì anh em thì thấy ở đây là họ sẽ ghi là H4, thì khi mà mình quay như này thì ánh sáng nó sẽ át đi rồi, thì chúng ta sẽ khó nhìn. Ở đây nó sẽ là có ghi là 12V 35 trên 35W, bóng được sở hữu một thiết kế giống y zin những cái bóng zin ở trên xe của chúng ta, và bóng được thiết kế theo một cái bầu nõm dài như thế này. Ở trong nó sẽ có một chip, một tóc pha và một tóc cốt có phần chống chói giống y những cái bóng zin của chúng ta. Về cái phần bóng này thì anh em có thể nhìn thấy là nó không khác gì cái bóng zin ở trên xe của chúng ta đâu, nhưng có điều là cái bóng này là nó là bóng tăng sáng nên là cái độ sáng nó đưa ra cực kỳ là cao. Mình có thể là lắp được cho những cái chiếc ô tô, những chiếc ô tô mình đã lắp rồi, độ sáng của nó đưa ra khá là ok so với bóng zin. Mình thấy cảm nhận của mình thấy khá là sáng. Đó thì cái bóng này nếu như anh em có nhu cầu có thể là liên hệ trực tiếp với mình, thì mình sẽ để số điện thoại ở góc màn hình nhé. Thì anh em chỉ cần cho biết là cái xe của các bạn là xe gì thì bên mình sẽ tư vấn cho anh em lắp những cái bóng sao cho nó phù hợp. Thứ nhất là giá thành, thứ hai là độ bền cũng như là độ sáng của nó là tương đối nhất, là ok nhất. Đó. Và ở clip này thì nhân tiện đây thì mình sẽ có một cái mạch gọi là mạch tăng sáng, hay còn gọi là bộ tăng sáng ổn áp đèn pha dành cho xe máy điện AC. Đó thì những cái chiếc xe Jim, xe Way đời cũ vân vân thì chúng ta có thể là lắp. Ở đây thì nó sẽ có cách đấu, nên nó sẽ có cách 1 và cách 2. Thì ở đây nó sẽ có cả sơ đồ. Nếu như anh em không nắm được cái sơ đồ này, anh em có thể là đọc những cái phần ở đây, dây nào đấu vào đâu. Thì ở trên cái cục này nó tương đối là nhỏ thôi, nó chỉ to bằng một ngón tay của mình. Đó, chỉ to bằng một ngón tay của mình thôi. Thì ở đây nó sẽ có các cái màu dây như sau. Thì anh em thì nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái dây trắng dài này, chúng ta sẽ kéo dây trắng sạc. Dây xanh đây thì chúng ta sẽ gắn vào mát, và cái dây vàng từ điện máy lên để cung cấp lên chỗ công tắc đèn pha của chúng ta, thì chúng ta sẽ rút rắc ra một đầu dây đỏ này, chúng ta sẽ đấu hướng nó về đằng công tắc lên trên đầu đèn, và một đầu cái dây nâu này chúng ta sẽ gắn vào cái dây vàng để hướng xuống dây máy. Đó, như vậy là xong rồi, cực kỳ là đơn giản. Thì khi chúng ta lắp vào này, chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của ánh sáng nó đưa ra cực kỳ là cao. Thì cái sản phẩm này thì chúng ta nên gắn cùng với lại những cái bóng như thế này thì mình thấy khá là ok, độ sáng đưa lên cực kỳ là cao anh em nhé. Đó thì những cái sản phẩm này nó sẽ dành cho những anh em thích đi zin, hoặc là những chú, những bác, những ông có tuổi rồi mà mắt kém, mà muốn ánh sáng của mình nó đưa lên cao hơn so với mức bình thường và vẫn đảm bảo được là những cái tiêu chí là xe zin bản này, đi ra đường không sợ công an hỏi là lắp bóng nọ lắp bóng kia chế cháo linh tinh gì cả. Và cái này thì khi mà chúng ta lắp ra đường thì hoàn toàn là yên tâm, vì vì theo tiêu chuẩn của quốc tế rồi, những cái bóng như thế này nó sẽ theo tiêu chuẩn chung trên những cái chiếc xe máy của Honda, ví dụ là Honda hay Kia nói chung hiện nay đều sử dụng những cái bóng như này, hoặc là những cái chiếc xe đời cũ nó đều sử dụng những cái loại bóng như này. Chỉ có điều là về chất lượng ánh sáng của những cái bóng này thì nó cao hơn là những cái bóng zin hiện nay trên thị trường mà chúng ta hay mua để thay thế đó. Thì anh em là có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình nhé. Thì bên mình sẽ báo giá trực tiếp và bên mình sẽ ship COD trên toàn quốc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Kiên Motul. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.